Cô chào tất cả các con. Tiết luyện từ và câu tuần 24 hôm nay, cô sẽ dễ hướng dẫn cho các con bài từ ngữ về nghệ thuật dấu phẩy. Trước khi vào bài mới, cô mời tất cả các con lấy sách tự nhiên sách tiếng Việt ra trang 53 và vở bài tập tiếng Việt trang 28, 29. Đầu tiên, cô và các con tìm hiểu về từ ngữ về nghệ thuật. Vậy chúng ta phải nhớ xem ha, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là sản phẩm trí óc được tạo ra để diễn tả ý tưởng của con người về thế giới xung quanh. Các con nhớ được chưa? Bài 1 ha. Các con nhẩm và theo yêu cầu cho cô. Em hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Chỉ người hoạt động nghệ thuật. Chỉ các hoạt động nghệ thuật. Chỉ các môn nghệ thuật. Vậy bây giờ để xem coi những từ ngữ nào là từ chỉ người hoạt động nghệ thuật. Các con suy nghĩ một tí nha. Mời các con xem một số hình ảnh sau nè. Hình ảnh thứ nhất, đây là ai các con? Đây là nhà ảo thuật. Còn hình ảnh thứ hai, đây là người ta gọi là nhà quay phim. Còn hình ảnh này, đó là nhà thiết kế thời trang. Và các con nhìn vào hình ảnh thứ tư, có một người đang cầm một cái búa và một cái đục đẽo và một cái tượng đá. Người này người ta gọi là nhà điêu khắc. Rồi các hình ảnh kế tiếp nha. Các con có biết hình ảnh thứ nhất nhân vật này là ai không? Cô giới thiệu với các con, đây là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nhân vật kế tiếp nè, đó là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và đây là họa sĩ. Còn con thấy một người đang ngồi bên một cây đàn, rồi có một cây ví. Người ta chỉnh bản thảo gì đó. Cô giới thiệu với các con, đây là nhạc sĩ Huy Du. Xem tiếp nhé. Các con nhìn nè, đây là một diễn viên. Kế tiếp, đây là ca sĩ. Và thấy một người đang cầm một cây thước và một cây bút chì. Người ta đang vẽ trên một tờ giấy. Thì đây là người ta gọi là kiến trúc sư. Vậy từ hình ảnh giờ các con được làm quen với những từ nè: diễn viên, ca sĩ, kiến trúc sư, nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc, vân vân. Thì những từ ngữ này người ta gọi chung là từ chỉ người hoạt động nghệ thuật. Vậy những từ chỉ người hoạt động nghệ thuật nè, như có diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thiết kế thời trang, vân vân. Rồi, vậy các con nắm được những từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật chưa? Bây giờ cô và các con sẽ bước sang tìm những từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật nhé. Mời tất cả các lại các hình ảnh vừa rồi nhé. Vậy theo con, nhà ảo thuật hoạt động của họ làm gì nè? Đó là làm ảo thuật thôi. Còn nhà quay phim, hoạt động của họ là quay phim. Còn nhà thiết kế thời trang, hoạt động của họ là vẽ ra những cái bộ thời trang. Còn nhà điêu khắc, hoạt động của họ có thể là nặn tượng các con, rồi người ta đẽo trên những cái bức tượng, những tượng đó trên đá hoặc là trên gỗ, thì hoạt động của nhà điêu khắc ta gọi là điêu khắc. Vậy hoạt động của diễn viên là cái gì các con? Đó là đóng phim. Hoạt động của ca sĩ là hát. Còn kiến trúc sư, hoạt động của họ đó là thiết kế các công trình như là nhà cửa nè, các bệnh viện nè, trường học nè, một công trình lịch sử nào đó. Cô giới thiệu với các con tiếp nha. Đây là người ta làm gì đây? Đó là hát chèo đó. Còn hình ảnh thứ hai nè, người ta đang hát tuồng. Và hình ảnh thứ ba là ba người đang trong một cái phòng. Đây là người ta đang hoạt động diễn kịch đó. Kế tiếp ha, là hát cải lương. Về theo con, nhà thơ hoạt động của họ làm gì? Đó là làm thơ thôi. Thì các con biết nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông làm thơ từ lúc 6 tuổi cho đến năm 14 tuổi. Ông ta có một tác phẩm rất là nổi tiếng các con, đó là Góc sân và khoảng trời.
Nếu như mà các con mà đi nhà sách á, nói với bố mẹ cho mình mua cái tập thơ này về đọc nhé. Bài những bài thơ trong đây rất là hay, nói về tuổi thơ của các con đó. Còn nhà văn thì hoạt động của nhà văn là gì? Đó là làm văn. Các con biết nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông ta có những tác phẩm rất là hay như là Hoa vàng trên cỏ xanh nè, rồi Bồ câu không đưa thư nè, những tác phẩm này dành cho lứa tuổi học sinh đây. Còn công việc của họa sĩ, hoạt động của họ là gì các con? Đó là vẽ tranh thôi. Còn nhà soạn nhạc sĩ thì công việc của họ là sáng tác nhạc. Vậy từ nãy giờ các con được làm quen với những từ như là làm thơ, làm văn, vẽ tranh, sáng tác nhạc, đóng phim, hay hát, điêu khắc. Thì những từ ngữ này người ta gọi chung đó là từ chỉ các hoạt động nghệ thuật. Vậy từ chỉ các từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật như có ca hát nè, múa, vẽ, biểu diễn, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặng tượng, quay phim, thiết kế các công trình kiến trúc, vân vân. Cô và các con vừa mới làm quen những từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật, chỉ từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật. Vậy bây giờ cô và các con tiếp tục làm quen từ ngữ chỉ các ngôn nghệ thuật ha. Các con thấy nè, diễn viên thì đóng phim, thì môn nghệ thuật này người ta gọi là điện ảnh. Còn nếu như mà sáng tác thơ, ca, múa, người ta gọi chung là môn nghệ thuật âm nhạc. Còn nếu như làm thơ, ngâm thơ, đọc thơ, người ta gọi chung là môn nghệ thuật thơ ca. Còn làm văn, viết ký sự, người ta gọi chung đó là môn văn học. Nếu chúng ta nặng tượng hoặc điêu khắc, người ta gọi chung đó là môn nghệ thuật điêu khắc. Còn như là thiết kế các công trình, người ta gọi chung là môn nghệ thuật kiến trúc. Còn có những môn nghệ thuật như chèo, tuồng, cải lương, thì các con nên phân biệt ha, ba môn nghệ thuật này khác nhau. Môn chèo là môn nghệ thuật ở miền Bắc, môn nghệ thuật tuồng là ở miền Trung, còn cải lương là môn nghệ thuật ở miền Nam. Khi diễn ba cái môn nghệ thuật này, người ta có trang phục khác nhau và cách lối diễn khác nhau. Ngoài ra ta còn các môn nghệ thuật như là xiếc và ảo thuật, múa rối, vân vân. Các con thấy ha, cô và các con vừa mới hoàn thành xong bài tập thứ nhất. Các con có biết để một người hoạt động nghệ thuật, người ta làm ra được một sản phẩm, thì các con biết như một bức tranh nè, một bộ phim nè, một bản nhạc nè, hoặc là viết được một câu chuyện, thì người ta phải đổ rất là nhiều mồ hôi, có khi người ta bạo cả máu và nước mắt nữa đó các con, để lại cho chúng ta. Vậy chúng ta là những người kế thừa thì các con phải biết rằng ha, chúng ta phải biết trân trọng, cảm ơn những người hoạt động nghệ thuật này. Cô và các con bước sang bài tập 2 nhé. Với bài tập 2 này, các con cầm thêm cho cô một cây bút chì nha. Cô đọc yêu cầu nè, em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong đoạn văn sau? Khi cô đọc mẫu, các con đọc nhẩm theo và chỗ nào các con ngắt hơi thì các con dùng bút chì của mình gạch xiên ngay chỗ đó nha. Cô đọc mẫu. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Trước khi chúng ta dùng dấu phẩy để coi ngắt chỗ nào, thì các con nhớ lại một tí nha. Khi nào chúng ta dùng dấu phẩy các con? Khi chúng ta dùng dấu phẩy là khi chúng ta ngắt ra khi những sự vật nè, khi các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, tính chất của một sự vật nào đó. Các con nhớ chưa?
Vậy bây giờ cô và các con bước vào câu thứ nhất nha. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim đều là một tác phẩm nghệ thuật. Vậy các con xem trong câu 1 này, các con thấy nè, bản nhạc, bức tranh, câu chuyện, vở kịch, cuốn phim, đây là những từ gì? À, đây là những từ chỉ sự vật, có đúng không? Vậy để ngắt những từ chỉ sự vật này ra, cô sẽ dùng dấu phẩy. Mỗi bản nhạc nè, phẩy. Mỗi bức tranh, phẩy. Mỗi câu chuyện, phẩy. Mỗi vở kịch, cô phẩy. À, mỗi cuốn phim, vì sao mỗi cuốn phim có dấu phẩy rồi? Cô, chúng ta không cần đặt nữa con ha. Tiếp câu 2 nha. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Ở câu này, các con xem coi, từ chỉ sự vật là những từ nào? À, đó là nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ hay đạo diễn. Đây là từ chỉ người đó. Vậy cô ngắt những từ chỉ sự vật này ra cũng bằng dấu phẩy nha. Đó là nhạc sĩ nè, họa sĩ nè, nhà văn nè. Còn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn, giữa hai sự vật này vì có giới từ là hay rồi cho nên cô không cần đặt dấu phẩy nữa nha các con. Sang câu thứ ba nè. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Các con nhìn cho cô các cụm từ nè. Lao động miệt mài, say mê, giúp ta nâng cao hiểu biết. Các con biết đây là những cụm từ chỉ gì không? Những cụm từ chỉ hoạt động đó. Cho nên để ngắt những cụm từ chỉ hoạt động này ra, cô tiếp tục dùng dấu phẩy ha. Họ đang lao động miệt mài, phẩy, say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời. Cô đặt dấu phẩy vào. Giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Giữa hai cụm từ chỉ hoạt động, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì đã có giới từ và rồi, cho nên cô không đặt dấu phẩy nữa. À, hồi nãy cô nhờ các con dùng bút chì gạch xiên những chỗ mà các con ngắt hơi đó. Vậy những chỗ nào các con mà ngắt hơi, đó là chúng ta sử dụng dấu phẩy vào đó. Nhưng để đặt đúng dấu phẩy vào một cái văn bản nào đó, các con nhớ khi các con đọc, các con phải biết ngắt hơi đúng thì chúng ta mới đặt dấu phẩy đúng nha các con. Vậy để dấu phẩy dùng để làm gì các con? À, dấu phẩy dùng để ngăn cách với các từ nè, chỉ sự vật, chỉ hoạt động và chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của một sự vật nào đó. Các con nắm được chưa? Vậy bây giờ cô và các con qua bài học đó rồi, các con nắm được các từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật, chỉ các môn nghệ thuật, chỉ nhà hoạt động nghệ thuật. Vậy bây giờ cô và các con làm một nhà nghệ thuật nhí nha. Vậy những bạn nào thích nè, mai sau này mình lớn lên, mình sẽ làm một họa sĩ, một nhà văn, một nhà thơ, một nhà quay phim hoặc là một ca sĩ nào đó trong nghệ thuật, thì bây giờ các con hãy cố gắng học hành thật là tốt hơn ha. Và cô chúc cho tất cả các con mai này lớn lên, mỗi một bạn sẽ là một nhà nghệ thuật nhí. Được chưa? Bài học của cô đến đây là hết rồi. Chào tất cả các con nhé.